cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức sau đây là phần điểm tin Việt Nam, Trung Quốc nhầm ngó cảng Cái Mép và Thị Vải một phái đoàn Trung Quốc đã tới cảng Cái Mép và Thị Vải khảo sát tình hình mọi mặt của một cảng nước sâu hiện có vẻ như là một khúc xương vướng cổ hỏng nhà cầm quyền Hà Nội theo báo mạng trí thức Việt Nam giữa tuần qua đoàn đại biểu ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu Trung Quốc đã đến cảng biển nước sâu quốc tế Cái Mép và Thị Vải thuộc huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành khảo sát và nghe ban quản lý cảng báo cáo về quá trình phát triển, cơ chế quản lý cũng như tiềm năng phát triển của cảng này. Hiện nay thì cảng được vận hành bởi một liên doanh gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn cảng quốc tế Cái Mép trên nguyên tắc hợp tác với tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalize, cảng Sài Gòn và APM Terminals, công ty khai thác cảng container quốc tế của Đan Mạch. CMIT có cầu cảng dài trà 600m, công suất hơn 1.1 triệu TEU và có khả năng đón những tàu viễn dương rất lớn đến 160.000 tấn đến từ Á Châu, Âu Châu và Mỹ Châu. Khi lập dự án xây dựng cảng cái mép và thị vại, nhà cầm quyền Hà Nội có tham vọng biến nó thành cảng trung chuyển của kỹ nghệ vận chuyển hàng hóa đường biển quốc tế, tranh mối với Singapore, Hồng Kông. Tuy nhiên, sau 10 năm thành lập, cảng cái mép thị vại chỉ đạt được các mối bốc dở hàng hóa khoảng 20% công suất của cảng từ khi bắt đầu hoạt động đến nay. Người ta không biết mục đích phái đoàn chuyên viên Trung Quốc đến khảo sát Cảng thị vải cái mép để làm gì, không thấy tờ báo Việt Nam đưa bản tin cho biết ngoài chuyện họ đến nghe và xem. Hà Nội đã đổ vào dự án này hơn 2.5 tỷ đô la, tưởng đây hốt bạc nhưng hiện có vẻ đang muốn tìm cách tháo chạy bằng cách rước mấy ông Trung Quốc vào thế chân thưa quý vị. Thêm trường hợp công dân chết trong đồn công an, truyền thông trong nước lần tin cho hay vào ngày 24 tháng 12 bà Huỳnh Thị Thịnh gửi đơn cáo buộc con trai bà là Nguyễn Minh Sang 46 tuổi, 46 tuổi ở quận Tân Bình bất ngờ tử vong sau khi công an tới bắt bầu cua tại khu vực chợ Phạm Văn Hai, phường 2 quận Tân Bình. Mạng báo pháp luật Sài Gòn dẫn là bà Thịnh cho biết là anh Sang kinh doanh quán ăn ở chợ Phạm Văn Hai. Diễn đến vụ việc được thuật lại là vào ngày chiều 20 tháng 12, anh Sang đi qua một điểm đánh bầu cua ăn tiền gần chợ. Đúng lúc đó có hai công an thuộc phường 2 quận Tân Bình ập đến. Anh Sang thấy vậy cũng bỏ chạy theo những người chơi bầu cua. Anh Nguyễn Quang Trúc, anh ruột nạn nhân kể lại, sau khi anh Sang chạy được một quãng thì bị một công an tên S đuổi kịp, dùng dùi cui đánh. Một số người dân ở chợ cũng xác nhận điều này. Một người thân khác lại cho biết là anh Sang sau đó bị đưa về trụ sở công an phường 2 quận Tân Bình lúc 15 giờ chiều 20 tháng 12. Người thân đến trụ sở xin phép công an được đưa nạn nhân đi cấp cứu và được sự đồng ý trong tình trạng anh này yếu và mê man. Tại bệnh viện chợ rẫy. Kết quả chụp CT scan phần đầu cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não. Đến khoảng 6 giờ sáng 23 tháng 12 thì anh Sang tử vong và được đưa xuống nhà xác bệnh viện. Trong khi đó, Phó trưởng Công an quận Tân Bình cho hay là theo thông tin ban đầu là trong quá trình công an phường bắt đánh bạc thì anh Sang có bỏ chạy và bị té. Nguyên nhân tử vong của người này hiện đang được điều tra thưa quý vị. Bi đát vì biển Đông cạn cá, nhiều người dân bỏ nghề trong khi báo dân trí báo động rằng ngư dân quảng ngại rủ nhau chuyển nghề vì cá đang cạn dần. Báo tuổi trẻ cho biết ngư dân Kiên Giang cũng thay thảm vì cá vắng dần. Báo dân trí kể chuyện quảng ngại, ngư dân chuyển về chuyển nghề vì sản lượng hải sản gần bờ sụt giảm. Bản tin ghi rằng Ủy ban nhân dân quyền Lý Sơn hãy sản lượng hải sản vùng biển gần bờ sụt giảm, trong khi chi phí đánh bắt tăng cao, buộc nhiều ngư dân Lý Sơn phải bỏ nghề tìm hướng làm ăn khác. Điều này dẫn đến tổng sản lượng khai thác hải sản của quyền đảo tiền tiêu trong năm 2018 giảm hơn 3.000 tấn. Anh Dương Thành Long là xã An Hải, quyền Lý Sơn, từng dọc ngang ở vùng biển Quảng Ngãi hơn 10 năm, trên chiếc tàu có công suất 560 CV. Tuy nhiên, đầu năm 2018, anh Long đã bán tàu cá chuyển sang ngành nghề mới. Lý giải về quyết định của mình, anh Long cho biết là sản lượng hải sản mà tàu cá lưới vây rút chi bắt được bị giảm mạnh. Trong khi đó, thì chi phí đánh bắt cho mỗi chuyến biển ngày càng tăng hiệu quả kinh tế sau mỗi chuyến biển bắt buộc anh Long phải chuyển nghề. Cá vùng biển gần bờ ngày càng ít, trong khi đó thì chi phí ra khơi lại tăng. Giờ muốn có cá phải đánh bắt khơi xa, mà đi như vậy thì phải có tàu lớn, chi phí mỗi chuyến cả vài trăm triệu, triệu. Mình không có vốn nên phải kiếm nghề khác, anh Long chia sẻ. Nhiều người dân Lý Sơn cho biết nếu không muốn bỏ nghề thì chủ tàu phải trang bị thêm nhiều thiết bị, ngư lưới, cụ hiện đại hơn. Điều này khiến người dân gặp khó vì thiếu nguồn vốn đầu tư thưa quý vị. Tin Đồng Nai, nhiều thanh thiếu niên bị bắt vì hút ma túy tập thể. Hàng chục thanh thiếu niên bị công an gom về đồn khi đang nhảy nhót về ma túy tại một căn nhà lắp 8 camera xung quanh ở phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa. Báo Người Lao Động cho hay vòng 24 tháng 12, 2018, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt giữ lấy lời khai 48 người để điều tra về việc tàn trữ sử dụng ma túy trái phép. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Công an thành phố Biên Hòa bất ngờ kiểm tra một căn nhà ở khu phố 3, phường Tam Hòa, phát hiện 48 thanh thiếu niên, gồm 30 nam và 18 nữ đang sử dụng ma túy. Qua kiểm tra căn nhà, lực lượng công an phát hiện 5 bộ loa công suất lớn trong 4 phòng và một số người có biểu hiện phê ma túy, lắc lừ theo tiếng nhạc. Trên nền nhà vương vãi một số viên ma túy, bộ dụng cụ để hút shisha. Ngoài ra, thì công an còn phát hiện ma túy trên người một số người. Căn nhà trên được các ông Hải và ông Hưng thuê để cho những người nghiện có nhu cầu để sử dụng ma túy. Căn nhà được thiết kế thành các phòng, gắn đến tám camera để cảnh giác nếu bị công an khám xét. Thời điểm lực lượng công an nhập vào thì một số người nhìn qua camera phát hiện và tháo chạy. Tuy nhiên công an đã kịp thời bắt giữ thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới, Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một buổi tối Giáng sinh an lành vui vẻ bên cạnh người thân và gia đình thưa quý vị.